chăm con mới lên được vài lạng, ốm một cái là sụt luôn cả ký. Câu chuyện này chắc là rất là nhiều mẹ gặp phải rồi phải không nè. Nguyên nhân của chuyện sụt ký này có hai lý do chính. Một là trong giai đoạn bị ốm thì em bé thường sẽ làm biếng ăn hơn một chút, cơ thể thay đổi sốt ho sổ mũi hoành hành đồ này kia, cho nên dẫn đến việc nạp năng lượng không có đủ gây ra tụt ký. Quan trọng hơn đó là trong cái giai đoạn mà bị ốm thì cơ thể sẽ tiêu hao nhiều năng lượng hơn để mà chiến đấu với những cái virus, vi khuẩn, những cái tác nhân gây hại từ môi trường bên ngoài xâm nhập vào trong cơ thể. Lúc này kèm theo chuyện làm miếng ăn nói ở trên thì em bé thường sẽ bị thiếu hụt những cái vi chất quan trọng của cái hệ miễn dịch. Ba mẹ cũng rất là thường hay thắc mắc với bác Linh là nên bổ sung gì cho con. Ba mẹ hoàn toàn có thể bổ sung cho con nhờ vào bộ đôi Gadobax và Upcro dạng xịt. Bộ đôi này thì bác Linh đã nói rất là nhiều lần rồi nè. Với Gadobax thì hàm lượng beta-lucan rất là cao, vừa phòng được virus, vi khuẩn, vừa giảm được những cái bệnh viêm nhiễm từ đường hô hấp, viêm mũi họng đồ này kia ha. Còn Upcro là multivitamin dạng xịt có đến 12 loại vitamin, còn có cả coenzyme Q10 giúp tăng năng lượng tế bào nữa. Kết hợp hai loại này thì vừa giúp con tăng đề kháng, vừa hỗ trợ ăn ngon miệng hơn, nhanh chóng lấy lại cân nặng lúc đầu và phục hồi sau ốm tốt hơn. Ba mẹ biết đó, khi mà con bị ốm thì sụt ký là cái việc đương nhiên. Nhưng mà sau khi bị ốm thì có một cái giai đoạn hết sức sinh lý gọi là giai đoạn phục hồi. Có nghĩa là lúc này tự cơ thể của trẻ sẽ tăng cường cái nhu cầu ăn uống hơn. Hãy chớp lấy cái cơ hội này, bổ sung đầy đủ những cái vi chất cho con để có thể giúp cho con thiết lập được cái thói quen ăn uống tốt, tăng cường cái bữa ăn đó lên, nhiều dinh dưỡng hơn và hấp thu tốt hơn nữa. Mong rằng các em bé của chúng ta sẽ được bảo vệ thiệt là tốt qua cái mùa hè hết sức là nóng nực này. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.